Thưa quý vị, ngoài phát triển lợi thế nuôi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các cấp, các ngành, lực lượng, địa phương, nhất là các địa phương có biển. Và đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang quyết liệt triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC. Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nỗ lực chống khai thác IUU là nội dung trong một biển đảo quê hương kỳ này. Là một trong những đơn vị quản lý nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ của tỉnh Kiên Giang, đồn biên phòng Tây Yên quản lý gần 1.000 tàu trên 15 mét. Thực hiện cao điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, ban chỉ huy đồn đã tăng cường kiểm tra giám sát tàu cá trước khi ra khơi về bến. Đến nay, 100% phương tiện đánh bắt xa bờ đều đầy đủ giấy tờ, máy móc thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Hệ thống giám sát hành trình thì mở trực tiếp 24/24. Không được tắt, không được di dời, cũng đi về cho nhắc nhở về đại công mình, anh em phụ mình đánh bắt trong vùng biển nhà nước mình cho phép. Khi mình hướng dẫn tuyên truyền thì nói chung bà con rất chịu khó lắng nghe chú ý và chấp hành thực hiện theo đúng quy định. Tập thể anh em của trạm cũng đã rất quyết tâm và tiến hành là tuyên truyền rồi là động viên bà con, nói chung là phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và công tác phòng chống khai thác IUU hiện nay để góp phần vào để gỡ thẻ vàng. Tỉnh Kiên Giang có 3.627 tàu trên 15 mét hoạt động khai thác hải sản xa bờ và có nhiều hòn đảo, cửa biển. Song với tinh thần kiểm tra, kiểm soát, không có vùng cấm, không ngoại lệ, kết hợp tuyên truyền vận động, từ đó ý thức của bà con ngư dân đã nêu cao, hiểu và tuân thủ pháp luật. Thời gian qua thì chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động là người dân là khai thác là đúng dùng khai thác và đúng cái loại thủy sản mình khai thác, là tránh cái tình trạng là sang nước bạn để mình đánh là trái phép thì rất là khó khăn cho cái việc là khai thác thủy sản. Làm tốt hơn nữa với công tác phối hợp với các sở ban ngành, các lực lượng làm tham mưu cho ủy ban tỉnh triển khai thực hiện, làm tốt với công tác tuần tra kiểm soát thực hiện đúng quy định của pháp luật vấn đề ra vào các cái cảng. Biển Kiên Giang là tiếp giáp với biển Cà Mau nên là chúng tôi cũng thường xuyên có cái sự trao đổi với Bộ đội Biên phòng Cà Mau, rồi Hải quân vùng 5, Cảnh sát biển vùng 4. Cùng với các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan, lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang đang quyết tâm nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của EC, góp sức cùng cả nước sớm tháo gỡ được thẻ vàng thủy sản trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích của người dân, bảo vệ được vị thế hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.